Sau đây là ba tính năng mà các bạn nên tắt đi khi mà sử dụng những dòng máy điện thoại iPhone. Thì với những cái dòng máy điện thoại iPhone thì có những tính năng cực kỳ hữu ích, nó sẽ giúp ích chúng ta trong công việc cũng như là giải trí. Tuy nhiên thì cũng có những tính năng nó sẽ gây phiền hà và cũng như là rắc rối trong quá trình chúng ta sử dụng. Và sau đây thì mình sẽ cung cấp cho các bạn ba cái tính năng mà các bạn nên tắt đi khi mà sử dụng trên điện thoại iPhone. Tính năng đầu tiên đó là khi mà chúng ta ở ngoài màn hình tắt như thế này, các bạn bật khóa màn hình lên. Kể cả khi là điện thoại các bạn chưa được mở khóa thì các bạn vẫn có thể là vuốt như thế này thì cái nội dung tìm kiếm của các bạn ở trên điện thoại nó sẽ hiện lên. Và cái điều này thì nó sẽ vô tình nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư cá nhân của các bạn khi mà người lạ không mở được điện thoại, tuy nhiên thì vẫn có thể nhìn thấy những cái mục mà các bạn đã tìm kiếm ở trên chiếc điện thoại iPhone. Để tắt được cái mục này thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại iPhone và các bạn tìm đến cái mục là Face ID và mật mã. Ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục kéo lên và các bạn sẽ tắt cho mình cái phần đó là xem hôm nay và tìm kiếm. Các bạn tắt đi. Lúc này các bạn quay trở lại và các bạn tắt màn hình. Các bạn bật màn hình lên và lúc này khi mà vuốt màn hình xuống như thế này thì cái phần nội dung các bạn tìm kiếm nó sẽ không hiển thị nữa. Tính năng thứ hai mà mình nghĩ là các bạn nên tắt đi đó chính là cái tính năng tầm với ở trên điện thoại iPhone. Nếu như bạn nào là fan của điện thoại iPhone thì chắc hẳn là cái tính năng này các bạn đều biết là nó xuất hiện đầu tiên khi mà Apple ra mắt cái thiết bị điện thoại là iPhone 6 Plus. Khi đó thì vượt qua tất cả những cái tiêu chuẩn của những cái dòng máy điện thoại iPhone lúc đó với kích thước màn hình nhỏ, thì với chiếc iPhone 6 Plus lần đầu tiên Apple sử dụng hai kích thước màn hình đó là 4,7 inch ở trên dòng iPhone 6 và 5,5 inch ở trên dòng iPhone 6 Plus. Chính vì vậy cho nên là một số những cái bạn mà khi mà chuyển sang sử dụng cái màn hình lớn sẽ không quen. Và kể từ đó thì Apple đã có thêm một cái tính năng nữa đó là cái tính năng tầm với. Khi các bạn vuốt ở phía bên dưới màn hình như thế này thì điện thoại các bạn nó sẽ tự động nó di chuyển cái màn hình xuống giúp các bạn có thể là thao tác nhanh bằng một tay. Tuy nhiên thì cái thao tác này hiện tại thì nó cũng đã không cần thiết bởi vì hầu hết những cái smartphone thông minh bây giờ thì đều sử dụng màn hình lớn rồi. Các bạn có thể tắt cái tính năng này đi bằng cách là chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào mục là trợ năng và các bạn tìm đến mục là cảm ứng. Ở đây các bạn sẽ tắt cho mình cái mục là tầm với đi. Và bây giờ các bạn có vuốt thoải mái thì điện thoại các bạn nó sẽ không tự động di chuyển và hạ thấp màn hình xuống nữa. Rồi, và tính năng thứ ba mà các bạn nên tắt đi đó chính là cái tính năng tìm kiếm ở đây. Ở đây nó sẽ có cái chữ tìm kiếm và nó sẽ không cần thiết bởi vì khi chúng ta vuốt màn hình như thế này chúng ta vẫn có thể là ra cái mục là tìm kiếm. Các bạn sẽ tắt cái mục tìm kiếm hiển thị ở đây bởi vì đôi khi chúng ta sẽ bị bấm nhầm vào cái mục này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt. Ở đây các bạn sẽ quay lại. Các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là màn hình chính và thư viện. Ở đây các bạn sẽ tắt cho mình cái phần đó là hiển thị trên màn hình chính, mục tìm kiếm. Và lúc này các bạn quay trở lại thì mục tìm kiếm sẽ không hiển thị nữa. Và như vậy là trên đây là mình vừa giới thiệu với các bạn ba cái tính năng mà các bạn nên tắt đi khi mà sử dụng điện thoại iPhone.